Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Linh Kiện 789.vn. Thì ngày hôm nay mình sẽ test bao gồm là 20 bộ mạch tăng áp bút DC lên DC. Đầu vào là từ 12 cho đến 48V DC và có thể kích lên 24 đến 72V DC. Dòng điện làm việc tối đa là 30A và công suất tối đa là 1500W. Giá sản phẩm khi mình nhận được hàng, bên mình đang bán hiện tại là 340.000 đồng. Thì ký hiệu đang mình test sẽ là từ A01 cho đến A20. Thì khi anh em nhận được hàng sẽ bao gồm là một mạch tăng áp loại 1500W như thế này và kèm theo đó là bốn cái chân cộng đồng như thế này đó. Thì nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì có thể vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể lên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor và Shopee đặt hàng. Sau mình có tên là Linh Kiện 789, hoặc đơn giản nhất là các bạn có thể xuống phần bình luận tích vào link mua hàng phía dưới được nhé. Ok, thì trên mạch này nó sẽ cùng với những đầu như sau. Đầu tiên chúng ta có đầu, đây có ký hiệu ở trong này, ký hiệu là in cộng này. Thì đây là đầu chúng ta cấp điện áp vào. Thì điện áp chúng ta cấp vào sẽ là từ 12 cho đến 48V DC anh em nhé. Tiếp theo đó sẽ là đầu có ký hiệu là out cộng và out trừ ở đây. Đây, có ký hiệu nhỏ nhỏ ở đây. Đó, nó sẽ là đầu điện áp đi ra để sử dụng. Thì điện áp đi ra sử dụng sẽ là từ 24 cho đến 72V DC anh em nhé. Đó rồi, ok, bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào để test sản phẩm. Thì nguồn đây mình test sau mạch sẽ là nguồn 15V DC. Rồi, thì sau khi chúng tôi cấp vào nó sẽ có một bóng đèn màu đỏ ở đây phát sáng để báo hiệu là mạch đó hoạt động. Bây giờ mình sẽ sử dụng đồng hồ đo điện để đo xem là có đúng như mình nói là sử dụng điện áp 12V DC, 15V DC để cấp vào mạch không. Và sau đó chúng ta sẽ đo xem là hiện tại nhà sản xuất đường dây mặc định chúng ta là bao nhiêu V DC đầu ra nhé. Thì hiện tại điện áp đầu vào mình đang cấp cho mạch đang là 15,3V DC. Ok, bây giờ mình sẽ đo xem đầu ra. Thì đầu ra hiện tại nhà sản xuất đường dây mặc định của chúng ta đang là 53,9V, 54V DC. Ok, và để có thể điều chỉnh được điện áp đầu ra này thì chúng ta cần đến một con tua vít nhỏ hai cạnh, thay đổi ở con biến trở tinh chỉnh màu xanh nằm ngay bên cạnh đầu ra đây. Đó, chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ nó sẽ tăng lên và ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ hạ xuống. Đây, mình chặn cho anh em. Theo chiều kim đồng hồ này nó sẽ tăng lên này và ngược chiều kim đồng hồ này nó sẽ hạ xuống. Và có thể tăng lên tối đa là 72V DC và có thể hạ xuống tối đa là 24V DC anh em nhé. Đó, thì bây giờ mình chỉnh nó về khoảng tầm 15V DC để làm mức chung cho tất cả các mạch hạ áp, xin lỗi, mạch tăng áp ngày hôm nay nhé. Ok, 15,09V DC. Như vậy là mạch của chúng ta hoạt động là tốt nhé. Thì bây giờ mình sẽ đánh dấu ký hiệu để tiếp tục với những sản phẩm tiếp theo. Thì ký hiệu đầu tiên ngày hôm nay của chúng ta sẽ là từ A01 anh em nhé. Ok, và với những mạch tiếp theo thì mình cũng sẽ test tương tự như chiếc mạch đầu tiên này nhé.
Thank you.
mai mẹ cắt rồi cũng muốn lụt chứ không, cứ đi là lút hết rả, không còn để mua cái rả. Khó khăn quá, còn khoảng tầm 4 ngày nữa về U rồi. Có khi chiều nay cũng về chứ là. Ok, như vậy là hôm nay mình đã test xong bao gồm là 20 bộ mạch tăng áp loại 1500W với ký hiệu là từ A01 cho đến A20 và cả 20 sản phẩm đều hoạt động rất là tốt. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.